Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin trong nước vừa cập nhật rất là nóng. Đó là vụ cô giáo trường tiểu học dùng dao chém đồng nghiệp tạm đình chỉ nữ giáo viên này. Và vụ thứ hai ôm hận sau va chạm xe máy thuê côn đồ chém lìa tay đối thủ. Đây là một sự việc cũng rất là rợn người luôn các bạn. Thưa các bạn, trong những ngày qua thì tôi luôn cập nhật những thông tin nóng về những vụ là sát hại lẫn nhau rất là đau lòng. Và vừa qua thì trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Ninh Hòa là cho biết trường tiểu học Ninh Phước đã làm thủ tục tạm đình chỉ công tác với nữ giáo viên có hành vi dùng dao chém đồng nghiệp để công an điều tra xử lý. Và liên quan đến là vụ cô giáo trường tiểu học dùng dao chém đồng nghiệp, chiều ngày 15 tháng 12 trả lời là báo trí thức trực tuyến, ông Lê Quang Thạch, trưởng phòng là giáo dục đào tạo thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là cho biết vụ việc nữ giáo viên dùng dao tấn công đồng nghiệp ở trường tiểu học Ninh Phước khiến nhiều học sinh rất là sợ hãi và để lại ám ảnh cho các em chắc chắn rất là nhiều rồi. Theo ông Thạch thì ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng giáo dục đào tạo đã có mặt và chỉ đạo nhà trường ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên để việc là dạy học diễn ra bình thường. Về phía nhà trường cũng đã làm thủ tục tạm đình chỉ là công tác đối với nữ giáo viên để công an điều tra là xử lý. Và chắc chắn sau vụ việc này, trường không thể cho nữ giáo viên này tiếp tục giảng dạy nữa. Khi có kết quả xử lý từ phía công an, trường sẽ làm thủ tục buộc thôi việc với cô. Đó là ông Thạch nói như vậy. Thôi việc là đều chắc chắn thôi các bạn. Một giáo viên mà tinh thần tâm lý không ổn định, đùng một cái xách dao là xả đồng nghiệp tại trường luôn, nhất là làm cho các em học sinh kinh sợ. Đó, kinh sợ. Kinh sợ nên là phải cho nghỉ việc, là cái nghỉ dạy thôi. Đó là điều chắc chắn. Và theo thông tin từ phía nhà trường á, thì nữ giáo viên trên có tiền sử về bệnh tâm thần. Nhưng do bệnh của cô ta ở mức độ nhẹ, hàng ngày không có biểu hiện bất thường và vẫn đảm bảo được công tác là dạy học, nữ giáo viên vẫn là đứng lớp. Trời ơi, có bị bệnh tâm thần rồi mà sao mà dạy học đứng lớp gì nữa hả các bạn? Tôi không hiểu luôn á. Đó. Và trong 2-3 năm nay á, thì nhà trường tạo điều kiện và động viên nữ giáo viên chữa trị ở bệnh viện chuyên khoa tâm thần ở Khánh Hòa. Và cô giáo có tiền sử về bệnh tâm thần nhưng thường xuyên đi điều trị. Kết thúc là mỗi đợt bệnh viện đều xác nhận tâm lý sức khỏe là cô ổn định. Do đó trường không có lý do gì để không bố trí là cô đứng lớp. Ông Thạch nói như vậy. Và trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã là Ninh Hòa cũng thông tin thêm. Trước khi xảy ra vụ việc, cô giáo cũng vừa kết thúc đợt điều trị kéo dài là 55 ngày ở bệnh viện chuyên khoa tâm thần Khánh Hòa. Thông tin về sự việc, báo bảo vệ pháp luật là cho hay chiều ngày 15 tháng 12, lãnh đạo xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa xác nhận vào sáng cùng ngày tại trường tiểu học trên địa bàn là xảy ra một vụ nữ giáo viên tấn công nữ đồng nghiệp bằng là dao. Thì cụ thể việc xảy ra ở là điểm trường Mỹ Giang, trường tiểu học Ninh Phước, tại là sảnh của khu nhà và đang trong giờ hành chính, cô Hát đã dùng dao bất ngờ tấn công một nữ đồng nghiệp, gây những vết thương trên vai và bàn tay trái của nạn nhân. Và cái hình ảnh là máu me rất nhiều các bạn, máu me rất nhiều trên cái bờ là bậc thềm á của nhà trường. Nhất là các em học sinh là hoảng sợ. Đó, hoảng sợ tại vì là máu me ra rất là nhiều. Và cái video này thì ngày hôm qua thì tôi cũng có gửi cho các bạn rồi. Đó, và nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra là về sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thì đây là quá rõ rồi, thì cô ta đã bị tâm thần mà. Cần gì là lý do mà đều là làm cho dư luận thắc mắc, bị tâm thần như vậy mà cho cô ta đứng lớp thì dạy học sinh như kiểu như thế nào. Đây là một điều là trên cộng đồng cũng như dư luận đang rất quan tâm nhiều. Và vụ thứ hai cũng rất là kinh hoàng. Đó,
ôm hận sau va chạm xe máy, thuê côn đồ là chém lìa tay đối thủ. Vì trước đó là có xảy ra va chạm xe máy với anh N nên Thật đã thuê một nhóm côn đồ chém nạn nhân với giá là 15 triệu đồng. Anh N được xác định là thương tật 52%. Vào ngày 16 tháng 12 thì theo báo Dân Trí đưa tin, các cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc chém lìa tay một nam thanh niên trên địa bàn. Được biết các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về tội cố ý gây thương tích gồm Nguyễn Thành Thật 23 tuổi, Lý Trung 29 tuổi, Lý Siêm 24 tuổi, cả ba cùng là quê Sóc Trăng. Trần Hữu Lượng 26 tuổi, Trần Hữu Trọng 32 tuổi, anh của Lượng, cả hai cùng ngụ ở quận Thủ Đức. Trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Thật. Theo ban chuyên án thì chiều ngày 18 tháng 11, anh N tan ca làm được một đồng nghiệp cùng là công ty chở bằng xe gắn máy ra về. Tại đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, có hai đối tượng đi xe gắn máy từ phía sau vọt lên áp sát. Đối tượng ngồi sau vung hung khí tự chế chém mạnh khiến anh N đứt lìa bàn tay trái, sau đó tăng ga tẩu thoát thành công. Giống như phim là xã hội đen luôn các bạn, ghê gớm quá. Đây là một câu chuyện sự thật mà tưởng như là trong phim ảnh đó. Và anh N được là lựa bạn bè người thân đưa đi cấp cứu nhưng không thể là nối được là tay lại. Khi vào cuộc điều tra thì công an quận 12 trưng cầu kết quả giám định thì anh N mang thương tật là 52%. Công an nhận định đây là vụ là tư thủ nên đã điều tra xung quanh các mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân. Anh N cho biết là gần 3 tháng trước mình có xảy ra vụ va chạm giao thông với một thanh niên tên là Thật. Chỉ nghe loáng thoáng là ở nhà trọ là quận 12. Khi va chạm hai bên xảy ra cự cãi, anh N dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Thật rồi bỏ đi. Đó là theo báo là Vietnamnet. Từ thông tin của nạn nhân cung cấp thì công an nhanh chóng vào cuộc xác minh tìm kiếm đối tượng là tình nghi. Thì vào ngày 20 tháng 11, cơ quan chức năng xác định Thật đang thuê phòng khách sạn trên đường là Phan Huy X, quận Gò Vấp ở cùng bạn gái. Ban chuyên án phối hợp cùng công an địa phương phục kích bắt giữ được là Thật. Ban đầu là Thật quanh co nhưng cuối cùng cũng thừa nhận chi tiết hành vi phạm tội và khai báo về các đối tượng mà Thật thuê mướn với giá là 15 triệu đồng để chặt bàn tay trả thù anh N. Ban chuyên án truy xét lần lượt bắt giữ Trung, Siêm, Lượng và Trọng riêng. Cảnh là biết tình hình nên bỏ trốn. Một người là tên Cảnh vẫn đang là bỏ trốn cho các bạn. Hiện công an quận 12 kêu gọi đối tượng Lê Thanh Cảnh sớm ra đầu thú để được là hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đây là một vụ án cũng làm là dư luận rất quan tâm, tại vì là hành động cũng quá là dã man. Đó, thuê 15 triệu đồng, rốt cuộc là chặt chém đứt lìa một bàn tay, rất là ghê sợ phải không các bạn? Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Tôi tiếp tục cập nhật những thông tin nóng nhất, nhanh nhất để kịp phục vụ quý vị thân yêu của tôi trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.